Ngày 22 tháng 11, Công an quận 8 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh lấy lời khai Nguyễn Văn Nhu, sinh năm 1995, ngụ tỉnh Hà Nam để điều tra về hành vi giết người. Nhu là người sát hại bà MD sinh năm 1991 và khóa cửa văn phòng rồi đổ xăng phóng hỏa làm cháu HB sinh năm 2020 và cháu TK sinh năm 2021 tử vong vào chiều 21 tháng 11. Sau khi sát hại người phụ nữ cùng hai cháu bé và phóng hỏa căn nhà, nghi phạm Nguyễn Văn Nhu tìm chìa khóa xe nhưng không được nên bỏ chạy bộ. Nhu đi ra khỏi con hẻm thì cởi áo Jeff và vứt dao dọc đường. Tiếp đó, Nhu bắt xe Jeff và chạy theo hướng từ quận 8 sang quận 5 được khoảng 7 km thì bị lực lượng ban chỉ huy quân sự phường 15 quận 8 truy đuổi, bắt giữ tại khu vực gầm cầu Nguyễn Tri Phương, quận 5. Tại cơ quan công an, Nhu thừa nhận sát hại bà D và hai cháu bé.